Cơ bản bàn giao và mặt bằng, và đến đầu năm 2021 thì chúng ta sẽ bắt đầu triển khai thi công và sẽ hoàn thành vào năm 2026. Thì hiện nay điều mục tiêu lớn nhất của ban là đã tất cả phải triển khai đồng bộ trong công tác tuyển chọn tư vấn và nhà thầu thi công. Thì hiện nay đang từ đầu năm, từ sau Tết đến giờ thì ban đã triển khai rất là rốt ráo, và trong năm nay sẽ ký đồng loạt các hợp đồng sơ thầu để ký kết hợp đồng vào đầu năm 2021 triển khai thi công. Thì cái dự án này sẽ mong đợi sẽ góp phần làm giảm cái tình hình kẹt xe của người dân thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là cái lưu lượng từ người Bến Thành đi Thành Lương. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.